Cách đây gần 800 năm, triều đại nhà Trần đã để lại những mốc son chói lọi trong lịch sử phong kiến nước ta. Sự ra đời của nhà Trần từ năm 1228, sau khi giành quyền lực từ tay nhà Lý, thực sự là một bước ngoặt lớn của nước Đại Việt thời phong kiến. Nhà Trần cũng chính là triều đại đã làm nên hào khí Đông A, vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức xây dựng nên một triều đại lẫy lừng trong lịch sử dân tộc. Ngoài những bài học lịch sử được học trong nhà trường, trong sách, thì những thế hệ sau hiểu hơn trang sử hào hùng của dân tộc qua những tiểu thuyết lịch sử, truyện ngắn mang phong cách giã sử. Các bạn cùng nghe truyện ngắn Người bán than ở Chí Linh của nhà văn Phan Ngọc Chính qua giọng đọc Sơn Tùng.